Hello, em chào các bạn nhé. Cái clip của này là bếp ga đơn nhá. Đấy, bếp ga đơn này, bếp ga mini đơn ấy mà dùng ga to quá nhá. Đấy, con này về em vừa rửa qua thì rất sạch, đây bên trong mới tinh. Cái này em vừa tắt lửa xong nóng ạ. Đây, các bác nhìn cái bếp đồng này còn sáng choang nhá. Nào. Đây bếp đồng nhá, đây các bác nhìn cái bộ phận của nó này. Cực kỳ đơn giản thế nhưng mà rất là hiệu quả các bác nhá. Cực kỳ đơn giản mà hiệu quả. Đấy. Hàng rất đẹp luôn nhá. Đây hình thức đây. Đấy, con này đây, con này nhá. Đây, mới tinh luôn, đây, hàng mới này. Con này về nó thiếu mất cái hộp luôn. Đây, tem, đấy, giấy gọi là cái nhãn mác đây. Đây, con này của hãng Puloma nhá. Puloma con này, đây vòi dẫn đây. Đây, các bác có thể má tràng má đây. Đây, con này năm 2019 luôn nhá. Sản xuất năm 2019 này, tháng 2 năm 2019 này. Được chưa? Puloma có bạc, có cả mã QR quét này. Đấy, bếp ga đơn nhá. Bếp ga đơn chạy bình to này. Đấy, bây giờ em sẽ test cho bác xem này. Con này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng này các bác, thực sự các hàng này nó cực kỳ đắt nhé, đắt hơn hàng kia nhiều luôn đấy. Đó. Đấy, con này các bác, em thật sự các bác là nhà bác nào ít người lấy thì lấy con này thôi, dùng ba bèn luôn nhá, ba bèn luôn. Đấy, được chưa? Để em cho các bác xem một lửa này. Đây, cái này là cái kiềng của nó nhá. Đấy, bao nhiêu năm các bác dùng bao nhiêu năm cũng không vấn đề gì cả. Đấy, cái kiềng của nó hơi bẩn tí này. Đấy, đấy có thấy như lửa này. Cái này các bác về các bác đấu bình trực tiếp rồi nhá. Cái lửa này cực kỳ xanh luôn nhá. Nhưng mà tại sao nó đỏ này các bác biết không? Tại vì là cái hàng này vừa mới về nó còn vẫn còn bụi bám ở đây nhá. Vẫn còn bụi bám ở đây. Khi nào cháy thì các bác thấy dần 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 nó xanh lại nhá. Cháy hết bụi. Là nó là lửa sần là xanh nhá. Đấy, lửa này nó là ngọn lửa ấy này, lửa chu vào này. Chứ không phải lửa xoè nhá. Lửa xoè nhất là thừa ga. Còn lửa chu vụ như này thì mới là gà đúng gà đấy các bác thấy không? Cháy dần dần nó xanh lại nhá. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Đấy, bật phát ăn ngay. Này. Nhỏ dần. Đó, nhỏ dần. Những cái không 823 cho em nhé. Đấy, một con bếp ga đừng bếp ga đơn mini thì em sẽ khóa đường qua mình vào. Qua nhá, khóa mình vào bật nốt cho bác cho nó hết luôn nhá. Đấy, các bác xem clip em cho một like và chia sẻ các bác nhá. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh, chúng ta đăng ký kênh các bác nhá. Em chào các bác. Hẹn các bác ở clip tiếp theo nhá.